Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ năm, ngày 4 tháng 1, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Trong những ngày đầu năm mới 2024, người dân các địa phương ven biển Thừa Thiên Huế đã tất bật vươn khơi với mong muốn có những chuyến biển bội thu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã dành thời gian trao đổi với phóng viên TRT về những nội dung liên quan quy hoạch tỉnh vừa mới được Thủ tướng phê duyệt. Thành phố tăng cường công tác chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư, công trình trọng điểm về chỉnh trang đô thị trên địa bàn, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài. Năm 2023, các cấp hội đã thành lập 391 mô hình biển rác thành tiền, 219 mô hình phân loại rác thải bằng phương pháp vi sinh bằng đĩa IMO, thực hiện 152 công trình phần việc xây dựng nông thôn mới. Ngay từ đầu năm, cả cấp hội đã đăng ký giúp 463 hộ thoát nghèo với các hình thức xây mới, sửa nhà mái ấm tình thương, giúp nhau phát triển kinh tế, vay vốn, trao tặng gia cầm, vật nuôi các loài, cây con giống, đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà tiền cho người nghèo, tặng 13.500 suất học bổng Nguyễn Thị Đình cho các em học sinh khó khăn với tổng giá trị hơn 11,6 tỷ đồng. Đặc biệt trong năm vừa qua, công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, xóa khung mẫu giới, định kiến giới được chủ trọng thực hiện có hiệu quả. Dạng 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Kết quả đã chỉ đạo ra mắt 71 tổ truyền thông cộng đồng, 4 địa chỉ tin cậy, 7 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi. Với chủ đề tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội năm 2024, hoạt động hội hướng đến các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và đề xuất chính sách liên quan đến bình đẳng giới, phụ nữ, trẻ em với mục tiêu chăm lo tốt nhất quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025. Vì thế, bên cạnh phương hướng, giải pháp đã nêu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sớm cụ thể hóa, đồng bộ cả nghị quyết, kết luận của tỉnh vào kế hoạch hoạt động của tổ chức, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ luôn nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cùng đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, tiếp tục quan tâm đồng hành cùng phụ nữ nghèo và trẻ em yếu thế, giúp đỡ hội viên vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh năm 2024. Theo đó, năm 2024, huyện Phong Điền đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu giá trị sản xuất tăng bình quân từ 15-17%, giá trị sản xuất trên lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, ngành nghề nông thôn tăng bình quân từ 16-18%, thu ngân sách đạt 260 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 73-75 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,3%. Bên cạnh đó, huyện Phong Điền đề ra 5 chương trình trọng điểm, trong đó chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển công nghiệp và tiêu thụ công nghiệp, chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, chương trình cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực, chương trình phát triển du lịch dịch vụ. Để thực hiện thành công các chỉ tiêu và các chương trình trọng điểm đã đề ra trong năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện nghị quyết 15 của tỉnh ủy, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng để nâng cao tiêu chí đô thị loại 4, tiêu chuẩn thị xã. Tập trung phát triển công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp và ngành nghề, phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và thương mại, tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách, chống thất thu, chi chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Dịp này, lãnh đạo huyện Phong Điền tặng cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho nhân dân và cán bộ hai xã Phong Hòa và Phong An đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay trong những ngày đầu năm mới 2024, người dân các địa phương ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế đã tất bật vươn khơi với mong muốn có những chuyến biển bội thu để từng bước phục hồi sinh kế sau một năm ảnh hưởng khó khăn của nền kinh tế. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cảng Thuận An những ngày đầu năm mới, từ 6 giờ sáng, không khí lao động đã sôi động với hàng chục tàu cá nối đuôi nhau vào bờ để cấp đá, tiếp nhiên liệu, thu xếp ngư lưới cụ, chuẩn bị cho những chuyến vươn khơi dài ngày. Sắp sửa được trở lại biển khơi sau nhiều ngày tàu phải nằm bờ, mong muốn của ngư dân Trần Văn Được,
cùng các bạn thuyền của mình, không gì hơn là có được một chuyến biển mưa thuận gió hòa để đón một cái Tết cổ truyền đủ đầy sung túc. Năm vừa rồi là đánh cũng có vất vả lắm, quá vất vả luôn. Còn năm nay cũng quá là mệt, cũng chưa biết sao nữa. Đấy, mình mong muốn hy vọng để cho ấm áp, để cho ngư dân đi làm rồi này nọ nữa, để có cái Tết cho sum họp vui vẻ với chồng vợ con anh em trong tàu với nhau nữa. Năm 2023 hơi làm mà hơi khó khăn. Cho qua năm 2024 mưa thuận gió hòa để làm ăn khá giả, đi đúng quy định pháp luật. Năm 2023, toàn tỉnh đặt mục tiêu khai thác trên 30.000 tấn thủy sản các loại, trong đó riêng phường Thuận An, thành phố Huế được giao chỉ tiêu trên 12.000 tấn, chiếm trên 34%. Kết quả, nhờ kết hợp giữa kinh nghiệm bám biển lâu năm và đổi mới về công nghệ, phương tiện, sản lượng khai thác của địa phương này đạt trên 12.800 tấn, vượt trên 6% chỉ tiêu được giao. Năm 2024, bên cạnh đảm bảo chỉ tiêu sản lượng đề ra, công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm túc các quy định khai thác thủy sản, nói không với nghề khai thác tận diệt, khai thác IUU, cần được các ban ngành địa phương tiếp tục quan tâm để đảm bảo ổn định cho ngư trường Việt Nam cũng như quốc tế. Hiện tại phường thì có 117 chiếc đánh bắt xa bờ. Là cái đầu tiên là tiếp tục cải hoán, cũng đầu tư những trang thiết bị như là cái máy dò cá, cái định vị, cũng như là cái bộ đàm tuần tra để mục đích là liên lạc những các tàu trên biển để giúp đỡ lẫn nhau. Và một cái quan trọng nữa là cũng luôn luôn nhắc nhở giúp đỡ nhau và cảnh báo thì biên giới của vùng biển của nước Việt Nam và cả vùng biển nước ngoài để cho tất cả các thuyền đang hoạt động trên biển biết, để cho tránh vi phạm những cái ranh giới về cái biển đảo, đảm bảo trong thời gian tới có một phần nhỏ bé vào cái việc mà để mà dỡ bỏ cái thẻ vàng của EU trong thời gian tới. Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, những chuyến tàu đầu tiên vươn khơi mang theo ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa và những chuyến biển tôm cá đầy khoang. Bộ Công Thương vừa ban hành chỉ thị triển khai công điện số 1437 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Tại chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu vụ thị trường trong nước theo dõi chặt chẽ việc thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2024 của các thương nhân đồng mục kinh doanh xăng dầu. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời điều chỉnh phân giao tổng nguồn xăng dầu phù hợp với tình hình thị trường và yêu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của người dân doanh nghiệp, đảm bảo chủ động, tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước có kế hoạch, phương án kinh doanh bán lẻ xăng dầu khả thi, đảm bảo đủ nguồn hàng đáp ứng yêu cầu của thị trường, bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên liên tục cho thị trường, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ước tính năm 2023 vừa qua, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khoảng 155.000 người, đạt 129% so với kế hoạch năm. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Năm 2023, các giải pháp ổn định và phát triển thị trường lao động ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quản lý chặt chẽ hơn. Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được chú trọng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, doanh nghiệp. Hiện tại, có khoảng 650.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, và hơn 500 doanh nghiệp được cấp phép đưa người Việt Nam lao động nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Thừa Thiên Huế đang tiến rất gần đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Cùng các nguồn lực về kinh tế xã hội được tích lũy, hàng loạt các cơ chế chính sách đặc thù, các đề án quy hoạch định hướng phát triển đã ra đời, tạo nền tảng cho quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Nền tảng ấy càng được củng cố vững chắc khi trước thời khắc kết thúc năm 2023 chỉ 2 ngày, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là niềm vui lớn, là động lực quan trọng để toàn tỉnh bước vào năm 2024 với một tâm thế mới, khí thế mới. Nhân sự kiện quan trọng này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã dành thời gian trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế về những nội dung liên quan. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương có khát vọng vươn lên mạnh mẽ,
và đã khẳng định cái vị thế của mình trong tiến trình phát triển, đổi mới và sáng tạo. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thì Thừa Thiên Huế đang thực hiện mục tiêu xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương ngày càng đến gần đích hơn. Khi mà mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ký cái quyết định 1745 phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050. Thưa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, mới đây thì Chính phủ đã ký quyết định 1745 phê duyệt quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, là cái niềm vui lớn, là động lực lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà. Xin Chủ tịch Ủy ban tỉnh chia sẻ thêm về niềm vui này ạ. Cái đồ án quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thì vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cái đây là một cái quá trình nghiên cứu rất là công phu của cả cái đơn vị tư vấn, bao gồm cả cái chuyên gia trong và ngoài nước, rồi được sự góp ý của cộng đồng dân cư, cả cấp chính quyền trong tỉnh, rồi cả cơ quan ban ngành địa phương, cả cái chuyên gia trong nước và quốc tế. Thì đồ án này cũng đã định ra được cái phương hướng phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua rất nhiều các cái yếu tố, từ khung xương của hạ tầng, rồi không gian phát triển, cả cái mục tiêu nhiệm vụ cũng như là cả cái động lực để phát triển. Đây là một cái quy hoạch rất là quan trọng, và trong đó cũng đã tích hợp được rất nhiều các cái dữ liệu quy hoạch của quốc gia vào đây. Cả cái không gian được định nghĩa rất là rõ, được phân vùng rõ ràng. Vậy thưa Chủ tịch, cái điểm nhấn của cái quy hoạch đô thị này là gì ạ? Điểm nhấn đó là lần đầu tiên chúng ta có một cái quy hoạch rất là rõ ràng cho cái sự phát triển của một cái thời kỳ dài, trong đó bao gồm tất cả các cái lĩnh vực để chúng ta có thể phát triển kinh tế xã hội theo cái mô hình, theo cái tính chất đặc thù của vùng đất, đó là di sản, đó là văn hóa, cảnh quan, đó là một cái vùng đất lịch sử. Thưa ông, quy hoạch được phê duyệt trong thời điểm mà toàn tỉnh đang dồn sức phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2024, và đặc biệt trong bối cảnh toàn tỉnh là huy động tất cả các cái nguồn lực để trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025. Xin Chủ tịch chia sẻ thêm những cái giải pháp trọng tâm mà tỉnh đang tập trung thực hiện ạ. Trong quy hoạch thì cũng đưa ra những cái lộ trình rất là chi tiết cho cả cái bước phát triển. Thế thì chúng ta cũng sẽ chia việc ra các cái đầu thủ tục để chúng ta triển khai. Ví dụ như là chúng ta cũng phải nhanh chóng hoàn thiện và cũng trình Thủ tướng phê duyệt cái quy hoạch chung toàn đô thị, trong đó còn chi tiết hóa hơn về các cái bước phát triển của cái đô thị tương lai. Về cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thì ở trong quy hoạch cũng đã nói rất là rõ, và chúng ta sẽ phải xây dựng kế hoạch chi tiết để mà thực thi, trong đó kể cả việc huy động các cái nguồn lực để đầu tư hoàn thiện các cái khung xương hạ tầng, các cái không gian đô thị, không gian phát triển kinh tế xã hội như trong đồ án đã đưa ra các cái lộ trình. Vâng. Và thưa Chủ tịch, thì người dân cũng rất là kỳ vọng vào cái Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Vậy thì cái mô hình đô thị mà chúng ta đặt ra là gì ạ? Cái mô hình đô thị của chúng ta thì khá là đặc sắc, nó mang tính đặc thù. Tức là một cái đô thị cảnh quan, hài hòa với việc bảo tồn và phát triển trên cái nền di sản. Rồi cái không gian thiên nhiên rất là đặc sắc. Đấy, một cái vùng đất lịch sử. Do đó thì cái được định nghĩa rõ giữa phát triển và bảo tồn, cái đồ án này, cái quy hoạch này cũng đã chỉ ra rất là rõ ràng cả cái cơ sở lý luận để chúng ta có thể đưa ra những cái kịch bản, các cái phương án chi tiết phát triển cái vùng đất. Và khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương thì thưa Chủ tịch, người dân và cộng đồng doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi gì ạ? Chắc chắn rồi, nếu mà chúng ta may mắn được thông qua cái đồ án và được Quốc hội công nhận thì cái vai vế của vùng đất nó sẽ thay đổi. Khi đó chúng ta sẽ nằm trong cái top
của các cái thành phố trực thuộc trung ương, thì đây là những cái thành phố hàng đầu về việc phát triển kinh tế xã hội, về thu nhập đầu người. Rồi khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương thì nguồn lực được đầu tư vào đây sẽ rất là nhiều. Qua đó thì chúng ta cũng sẽ phát triển được hạ tầng, phát triển được cả cái cơ sở vật chất cho một cái đô thị mà theo cái định hướng là nó phải phát triển vượt bậc trong cái thời gian tới. Thông qua đó thì công ăn việc làm, rồi cả cái giá trị gia tăng, rồi GDP trong tỉnh, thu nhập của người dân thì chắc chắn sẽ được nâng lên vượt bậc. Xin cảm ơn những thông tin Chủ tịch vừa trao đổi. Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thiện hạ tầng đô thị Huế cùng với việc triển khai các chương trình dự án trọng điểm, trong thời gian qua, thành phố đã tăng cường công tác chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư, công trình trọng điểm về chỉnh trang đô thị trên địa bàn, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Được xem là một cuộc di dân lịch sử, đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế sau gần 5 năm triển khai thực hiện, đã bố trí tái định cư cho 2.723 lô và hơn 1.000 hộ đã xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống. Sau khi được Chính phủ phê duyệt khung chính sách thực hiện giai đoạn 2 với kinh phí 664 tỷ đồng, thành phố đã triển khai thực hiện tại cả khu vực Hồ Tình Tâm, Mang Cá, Trần Bình Đài, Xã Tắc, Hồ Học Hải, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ và hệ thống hồ. Hiện tại, cả đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực dân cư phía Bắc Hương Sơ với quy mô gần 84 ha, mở rộng quỹ đất bố trí tại định cư cho giai đoạn 2. Việc mà xin áp dụng khung chính sách để thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư là tạo một cái điều kiện thuận lợi rất là lớn cho các cái hộ gia đình cá nhân. Cụ thể là những hộ gia đình mà sử dụng đất sau thời điểm năm 1976 thì được xem là lấn chiếm mà theo quy định thì sẽ không đủ điều kiện được bồi thường. Tuy nhiên khi mà áp dụng khung chính sách này thì các hộ gia đình này sẽ được hỗ trợ tương đương với mức bồi thường với đất, đồng thời cũng thực hiện các cái chế độ về việc bố trí tái định cư đảm bảo cho người dân có được một nơi ở mới là nó khang trang tốt hơn cái nơi ở cũ. Đồng thời thì cái việc áp dụng cái khung chính sách này cũng tạo điều kiện hỗ trợ cho các cái đối tượng như là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ nguồn vốn kiệt dư của dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế, hiện nay chủ đầu tư đang triển khai 6 gói thầu xây lắp trên địa bàn thành phố và khu vực khu đô thị mới An Vân Dương. Riêng gói thầu kè sông Như Ý, đoạn từ đập đá đến cầu Vân Dương, hiện nhà thầu đang tiếp tục triển khai thi công một số hạng mục. Với giá trị thực hiện toàn gói thầu 182 tỷ đồng, đạt 77,7% khối lượng hợp đồng. Dự án hoàn thành không chỉ hoàn thiện hạ tầng đô thị mà còn tạo thêm các điểm xanh, không gian vui chơi, giải trí cho người dân và du khách. Với cái khối lượng công việc còn lại của dự án và với cái đặc thù là dự án phải kết thúc trước cái thời điểm 30 tháng 6 khi mà hiệp định đóng, và những cái thách thức nó vẫn còn ở phía trước, thì để đảm bảo được cái nhiệm vụ này thì bên cạnh cái sự nỗ lực, sự quyết liệt của các cái đơn vị nhà thầu tư vấn ban quản lý dự án thì cần có một sự ủng hộ của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là đối với nhân dân trong cái khu vực thực hiện dự án phải có sự ủng hộ trong thứ nhất là trong cái công tác tạo điều kiện tốt nhất cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ hai là tạo điều kiện bàn giao mặt bằng đối với một số ít hộ trên các cái hạng mục công trình. 3 năm trở lại đây, cái việc đầu tư nguồn lực của thành phố cho các hoạt động này rất là lớn. Và so với những cái gì mà tỉnh đang ưu tiên đầu tư trên địa bàn thì cái phần này thì cũng vẫn còn đang rất nhỏ. Hiện nay các cái dự án đầu tư từ ngân sách của tỉnh, từ các cái dự án ODA vào thành phố thì đang là rất lớn. Và chúng tôi thì xác định rằng cái việc chỉnh trang đô thị thì nó phải đi liền với cái việc là thúc đẩy các cái hoạt động kinh tế ở trên địa bàn. Thông qua việc là triển khai các cái đề án kinh tế đêm, rồi phát triển du lịch dịch vụ trên địa bàn, đầu tư hạ tầng đến đâu thì cũng hình thành nên các cái cơ chế để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp có thể kinh doanh đến đó. Trong năm 2023, tổng số kế hoạch vốn giao đầu năm 2023 của thành phố là hơn 236 tỷ đồng cho 50 danh mục công trình dự án, trong đó có 20 công trình dự án hoàn thành, chuyển tiếp, 29 công trình dự án khởi công mới,
một công trình dự án chuẩn bị đầu tư. Ngoài ra, các chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại đã được thành phố quan tâm đầu tư, như dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp An Hòa giai đoạn 9 và 10, dự án thành phố văn hóa và du lịch thông minh, dự án nâng cấp mở rộng đường Bà Triệu, các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật tạo nguồn quỹ đất và nhiều dự án kết nối đô thị, không gian công cộng, nhà vệ sinh công cộng đã tạo ra những đột phá về hạ tầng, không gian, cảnh quan du lịch trên địa bàn. Đối với địa bàn phường Gia Hội thì so với mặt bằng chung của thành phố thì hạ tầng về giao thông, về đô thị là so với mặt bằng chung thì thấp hơn so với một số cái vùng khác. Cho nên nếu mà được đầu tư theo các cái chương trình mà được đề ra thì trước hết là về giao thông, đô thị nó được sạch đẹp hơn và thuận tiện cho người dân trong việc đi lại cũng như là kinh doanh sản xuất được ổn định hơn và tạo cho dân được phát triển về kinh tế xã hội. Trong cái thời gian vừa qua thì thành phố là bên cạnh cái việc thay đổi bộ mặt thông qua những cái hạ tầng được đầu tư thì một cái việc mà chúng tôi cũng thấy cũng đáng rất ghi nhận đó là tạo ra được một cái sinh khí mới trong cái hoạt động nói chung của thành phố và cái hoạt động kinh tế nói riêng ở trên địa bàn thành phố. Cái vấn đề này thì chúng tôi cũng rất mừng, vừa qua thì cả cái đoàn của Trung ương vào làm việc đến tỉnh thì cũng chúng tôi cũng nhận được rất nhiều cái đánh giá ở cái chỗ là đang có một cái sự thái độ rất lớn trong cái sinh khí của thành phố, và đó thì là một trong những cái mục tiêu thành phố đang hướng tới, làm sao khi hạ tầng phát triển thì cái sức sống của thành phố cũng phải phát triển theo. Qua gần 3 năm tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, các dự án cơ bản đảm bảo tiến độ, đặc biệt năm 2023 là năm mà thành phố được tỉnh bổ sung nguồn lực tập trung thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố. Đây là cơ sở để thành phố tổ chức thực hiện hoàn thiện hạ tầng cho đô thị trung tâm, đô thị động lực của tỉnh, kịp thời thực hiện có hiệu quả nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và chỉnh trang phát triển đô thị Huế. Tiếp tục chương trình với các tin tức khác, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các cấp công đoàn chủ động đề xuất doanh nghiệp lên kế hoạch phương án trả lương thưởng trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày. Năm 2023, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có xu hướng chưa ổn định, cùng với việc đời sống, việc làm của một bộ phận không nhỏ người lao động tiếp tục khó khăn. Do đó, các cấp công đoàn cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc đồng hành, chia sẻ khó khăn để duy trì, ổn định và phát triển doanh nghiệp giữa người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời đề xuất với doanh nghiệp xây dựng công khai phương án kế hoạch trả lương thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày. Việc xây dựng kế hoạch phương án trả lương thưởng Tết phải đảm bảo quyền lợi thỏa đáng cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đối tượng phải tăng ca, làm thêm giờ, làm việc trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Bệnh viện Trung ương Huế phát động chương trình Blue Trắng Trái Tim Hồng với sự tham gia của gần 400 cán bộ viên chức và người lao động. Đây là hoạt động thường niên của bệnh viện, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của những người làm nghề y, đồng thời thể hiện sự yêu thương, chia sẻ với cộng đồng. Từ đến 11 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2024, Trung tâm Huyết học Truyền máu đã tiếp nhận 150 đơn vị máu do các y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế hiến tặng. Hoạt động hiến máu sẽ tiếp tục đến hết ngày 4 tháng 1 năm 2024. Hàng năm vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1, có rất ít các đơn vị tổ chức hiến máu do sinh viên các trường đại học bước vào mùa thi, các cơ quan ban ngành đã hoàn thành kế hoạch năm. Trong lúc đó, nhu cầu sử dụng máu và tiểu cầu phục vụ cho cấp cứu và điều trị luôn duy trì ở mức cao. Theo thông tin từ Trung tâm Huyết học Truyền máu, trung bình một ngày cần đến 150 đơn vị máu và 20 đơn vị tiểu cầu mới đáp ứng đủ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị của các bệnh viện ở Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Quảng Trị. Do đó, rất cần có sự đồng hành của cộng đồng trong hiến máu cứu người. Liên đoàn Lao động thành phố Huế phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị năm 2024. Trong khuôn khổ ngày hội, các hội viên, đoàn viên của 36 phường xã trên địa bàn thành phố đã tham gia hoạt động đạp xe tuần hành và tham gia hội thi tuyên truyền với 3 phần thi sôi nổi, gồm thi thiết kế ý tưởng poster, tranh tuyên truyền cổ động về thông điệp an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, phần thi tìm hiểu kiến thức bằng hình thức rung chuông vàng và phần thi tiểu phẩm. Với những hoạt động sôi nổi, ngày hội đã mang đến cho cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên một sân chơi lành mạnh, bổ ích và góp phần phát huy vai trò của mọi người đối với công tác trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong khu vực dân cư.
Còn bây giờ là thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, vùng A Lưới đêm và sáng trời rét, nên nhiệt độ dao động nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ, riêng A Lưới 17 đến 19 độ, độ ẩm từ 90 đến 98%. Thời tiết biển có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió bắc đến đông bắc cấp 4 cấp 5, sau tăng dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 0,75 đến 1,75 m, sau tăng lên 2 đến 4 m.